Đây là thứ mấy rồi ta? Để mình chạy vô trong cái trang của mình coi. Hay à, đâu rồi ta? Ủa đây nè, đâu? Trời ơi, sao mà nó lâu thế này? Để mình share qua cái trang của mình thử coi. Đây này. Đó. Trời ơi, hello cả nhà. Để mở lên coi cái feed. Coi luôn comment. À là là. Ý. Trời ơi, 29 người. Trời ơi, lẽ dễ sợ luôn vậy. Hôm nay cái 10 người. Cái trang này là cái trang mới mà. Trời ơi, hello, hello Tam Trần. Hello Bảo Trần. Phong Đỗ. Nhớ Phong Đỗ tìm thằng Tú Tú Nguyễn vô. Hello Minh Hữu. Trời ơi, ngày hôm nay là ngày thứ năm. Tôi nói, ủa? Ôi trời, sao này đẹp dữ trời? Ấy chà. Làm như là cái mặt của tôi làm như nó đẹp với cái áo này. Ôi trời, sao áo này. Cái áo lúc mua nhìn giống như là trên ông Gun. Bây giờ nhìn vô nó cũng giống như trên ông Gun đẹp ghê chứ. Ôi trời, sao đẹp dữ trời? Ủa hôm nay mắt có ôm nhìn sao đẹp dữ hả? Nói nghe, hôm nay tôi nhờ hớt tóc. Trời, cái bộ tóc nhìn đẹp dễ sợ chưa? Tôi nói trời, tôi đẹp. Về tới nhà tôi mới phát hiện ra là trời nó đẹp. Rồi ngày mai trước khi đi làm á, tôi phải cuốn gói chạy ra cái tiệm đó, tôi mở cái cửa, tôi khen cái con hớt tóc thêm lần nữa. Nó đẹp thiệt, trời ơi sao đẹp quá, nhìn giống như thiên thần luôn á. Trời, sao đẹp dữ hả? Đẹp quá ha. Đúng là người ta nói là người đẹp là nhờ lụa đó. Làm như là cái nét mặt của tôi nó đẹp với lại cái áo nhìn màu như vậy thì sao á. Chắc vậy bữa mua nhiều áo màu này mặc quá. Tao kệ đó. Trời, biết là nó đẹp là được rồi. Mình cố gắng lắm chứ bộ. Trời đất ơi. Đâu có đâu. Vấn đề mà mùa này là cái mùa COVID. Mà muốn đẹp đâu không phải dễ đâu. Khó lắm đó. Trời, nếu mà cả nhà không tin tôi ra đường dòm coi. Nó trớt quá hết trơn à. Từ khi mà cái con dịch này mà nó đẻ ra trên cái cuộc đời này rồi. Đứa nào đứa nấy nhìn nó ghê gớm dữ lắm. Tôi nói trời ơi, tôi thiệt khổ. Cái trang Facebook này là cái trang Facebook mới của mình. Xin cả nhà hãy ủng hộ share cái livestream này ra giùm để kêu gọi tất cả những người mà ủng hộ tôi trong cái trang Facebook cũ để người ta biết được tôi có cái trang Facebook mới để mình có thể kết nối. Là bởi vì thằng Facebook nó vẫn còn nhốt tôi. Trời, tôi tức. Mà nhắc cái thằng quỷ Facebook nó cũng lạ đời lắm nghe. Hồi đợt trước, hồi tuần trước nó nhốt tôi nói nó nhốt tôi đó. Là cái thằng Facebook nó nhốt tôi là ngay chỗ cái ngày kỷ lệ, cái kỷ niệm ngày của con gà đó mọi người. Tôi nhớ mộng mập vậy hà, đêm ngủ qua ngày mai tự nhiên mất bay cái Facebook à, mà ngay cái ngày lễ con gà mình mới tức chứ. Trời, tôi nói ngày lễ người ta làm sao cho nó vui vẻ đi, hâm nó làm cho tôi một cái ấn tượng nó mất bà cái Facebook của tôi login vô hoài mà nó không có chịu, nó không có cho tôi vô. Rồi cái tôi cũng kèo nèo gọi thôi, gửi thơ túi, gửi thơ lui tùm lum email các kiểu luôn nè. Rồi hôm nay nè, cái Facebook nó gửi cái thơ tôi về nè, mà tôi nói quỷ quỷ Facebook ác đạn không. Đây Facebook cái kiểu gì mà nó gửi cái lá thơ này nó về, nó kêu tôi là phải điền á, mấy cái con số này vô để cho mình biết mình là Facebook của mình đó. Rồi cái Facebook cái kiểu gì mà Facebook nó địa chỉ á, địa chỉ lạ lắm. Một hacker quay quỷ không, trời ơi, hacker cứ nghĩ là mấy cái thằng mà làm bậy đó mọi người, thì những đứa làm bậy đó. Địa chỉ của công ty Facebook nó là hacker quay một, hacker quay ở California. Tôi đi chết đấy, trời ơi. Vậy là cái tôi nó gửi lá thơ tôi về. Nó gửi lá thơ về cái tôi gọi lên nó, tôi nói ơi tụi bay, tụi bay gửi cho tao ở chỗ cái địa chỉ mà một hacker quay, tụi bay có phải là Facebook thiệt không, là you for real hay là mày là đồ giả, mày là hacker đó chứ sao mà cái địa chỉ mà tên hacker quay ghê vậy mày. Ủa chính phủ nào mà cho mày cái tên đường gì mà hacker ghê vậy mày. Xong có nói không, tụi tao đó Hùng, tụi tao gửi thơ mày đó, đại loại nó là như vậy nè. Nó gửi cái thơ này về đó, nó kêu tôi điền vô để xác nhận đây là cái địa chỉ nhà của tôi. Cái tôi nói địa chỉ nhà của tao, tao đã đưa cho mày cái bằng lái rồi, địa bằng lái nhà tao nó có địa chỉ rồi. Bây giờ nó gửi cái này về, nó kêu mình phải chứng thực đây là cái địa chỉ của nhà mình. Tôi mới nộp lên ngược trở lại rồi, mà tôi nộp nó ngược trở lại rồi 2-3 hôm để nó còn chưa thả tôi ra. Tôi không có yên tâm, tôi ngủ dậy tôi đánh răng súc miệng xong là tôi email cho nó. Mà tôi nói tôi email bằng tiếng Mỹ chứ đâu phải là tiếng Việt, mà tôi nói email tiếng Mỹ đâu phải dễ đâu. Nói chứ thật ra email tiếng Mỹ khó lắm đó mọi người, nó rất là khó. Mà tôi cũng ngồi đó tôi nắn nuốt nha, tôi nắn nuốt tôi, tại vì trong Facebook cái công ty nó nhiều người quá đâu biết ai đâu, tôi chỉ biết thằng Mark thôi thì tôi email cho thằng Mark đó. Chứ bây giờ công ty Facebook là của thằng Mark, mình coi truyền hình mình cũng biết cái thằng đó là thằng chủ thì mình chỉ biết nói chuyện thằng chủ thôi, chứ bây giờ mình nói chuyện mấy cái đứa mà nô tỳ của nó đã làm vậy đúng không. Cũng giống như đại loại như mình làm nail nè mọi người, mình làm nail thì biết con khách mà nó vô mắng vốn thì tìm thằng chủ mắng vốn, thì nó mắng vốn mấy cái đứa nô tỳ làm gì mọi người, không lẽ giờ nó mắng vốn cái người hốt rác hay là bắt điện thoại làm gì. Tôi cũng vậy, tôi bấm email đi Mr. Mark, tôi nói đàng hoàng, tôi nói rất rõ ràng. My name Hùng Lê Hùng. I wonder why you tell me.
Đó, tôi hỏi wonder why là tôi hỏi là tôi ý tôi dịch cho tiếng Việt là lý do tại sao. Tao muốn biết lý do tại sao mà mày mày nhốt tao, mà mày mày nhốt tao là từ cái buổi lễ con gà tới bây giờ đó, là turkey đây. You lock me in the turkey đây. Mà bây giờ mày mày còn chưa có mở ra cái Facebook cho tao. Tao đã cung cấp cho mày cái bằng lái của tao rồi. Đó, mày còn muốn cái gì nữa? Mà theo lẽ là ta không có thể cho mày social security, với lại ta không có cho mày cái số account và bank của tao là số mấy, là bởi vì chính phủ nó nói là rần rần lo 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 rần rần là cái số đó mình không có được cho ai hết trơn, nó cho bằng lái là ngon lắm rồi đó. Tôi nói đó, tao đã gửi cho mày bằng lái rồi, lý do tại sao mà mày vẫn còn treo tao là mày mày còn nhốt tao. Ai quánh đồ quen đó, tôi hỏi nó vậy, tôi nói là quen, khi nào mày mới thả tao ra? Mày thả tao ra liền liền đi chết, chứ bây giờ nhốt tao đã làm cái gì? Mày nhốt tao nó không có một lý do gì mày nhốt tao chứ, mà bây giờ mày nhốt tao lâu thêm nó cũng không có được gì cho mày. Mày cứ thả tao ra, tao chơi Facebook cho mày, tao quảng cáo giùm cho. Đó, tôi dùng cái chữ quảng cáo, tôi nói luôn tiếng Mỹ luôn là I'm using your Facebook, là I advertise your Facebook luôn. Tôi nói nó vậy luôn đó, mà thì mình nó còn chưa chịu thả cái nó email ngược lại tôi nói cái thằng mà không phải là thằng Mark, nó email tôi nói là đi Mr. Mark, mà thằng Mark nó không rảnh, nó không có chịu email ngược lại, mà cái thằng nô tỳ gì của thằng Mark đó nó email ngược lại tôi. Nó nói cho mày là Hùng phải không? Bây giờ là tao có cái ID của mày rồi đó, mà tao cũng quánh đồ quay tại sao cái ID của mày nó không có giống tên của mày trên Facebook là Hùng Lê Hùng vậy. Xong cái tôi nói, tôi email ngược lại đó, rồi tụi tôi lại nói chuyện bằng email chứ gọi điện thoại nó mới bắt điện thoại cái thằng đó nó làm sao á. Cái tôi nói đó chứ, thì Hùng Lê Hùng thì đâu phải là tên thiệt của tao. Mày quánh đồ coi có đứa nào mà có hai tên Hùng không? Đứa là tên gì mà vô duyên vậy? Một thằng tên là Hùng thôi, nếu không đứa tên là tên thằng Lê thôi, còn nếu không là thằng Hùng Lê thì là thằng Lê Hùng vậy thôi, chứ cứ đứa nào mà tên Hùng Lê Hùng, mày đọc cái tên tao Hùng Lê Hùng là mày biết là tên tao là tên giả rồi. Mày còn hỏi tao why you ask mày, tao đưa cái mày bằng lái cho mày là đó là tên thiệt đó, my driver license là real name, còn Hùng Lê Hùng là tên not real name đó. Tôi nói vậy xong cái nó email ngược lại, nó nói chứ Hùng mày chơi Facebook mày không có được dùng tên giả. Xong cái tôi nói chứ ủa, chứ lúc mà tao sign up vô cái Facebook mày không có chịu hỏi tao. Tao tưởng là chơi Facebook lấy tên giả thiệt, mà tao nói cả triệu triệu con người trên Facebook đứa nào cũng lấy tên giả không hà. Chớ nó đâu có lấy tên thiệt đâu. Tại sao mày không bắt? Tự nhiên bây giờ mày nói, bây giờ nếu dụ như mày không muốn cho tao xài tên giả thì mày email cho tao, mày nói cho nó ngọt ngào vô, mà nói Hùng ơi Hùng, tao nói nghe mày nè, cái kiểu như là bây giờ Facebook tụi tao không có muốn mày dùng tên giả nữa, mày làm ơn dùng tên thiệt mày đi. Đó, thì mày nói im ri im rè như vậy tao, tao đổi cái tên cái rẹt chứ có gì đâu. Tự nhiên mày không báo tao cái gì chơi mày nhốt tao là cái điều đó là not right. Tôi nói vậy á, tôi nói it's not fair và not right. Tôi nói y chang vậy luôn. Tôi email cho nó, tôi nói vậy là not right. Đó. Tao request mày là mày phải release cái tên của tao và mày release cái account cho tao, bây giờ tao xài liền bây giờ. Tại vì bây giờ tao nhớ biết bao nhiêu con người trên Facebook của tao lắm rồi, tao chịu mới được. Tao nhớ bao nhiêu bạn bè Facebook của tao, bạn bè Facebook tao, tao đoán là tao nhớ là ngang, tao nhớ là ngoài cái chuyện mà người ta follow tao ra đó, tao có 5.000 người bạn trên Facebook tao. Mà mày biết hôm nay mày nhốt tao từ cái lưỡi gà tây giờ là khoảng 10 ngày 2 tuần rồi, tao rất là depressed, mày biết không? Mày biết depressed á là tao rất là ghê gớm, cái bệnh đó là nó rất là nặng nha mày. Mà cộng thêm với con corona cái thời này là tao super depressed. Tao mà đi rảnh mà tao nhảy xuống cầu một cái tao chết là mày là cái đứa giết người ngang thằng Mát ngang. Tôi nói vậy luôn, tôi nói ra tiếng Mỹ luôn, tôi dịch ra tôi nói vậy, tôi nói you a murder đó, tôi nói vậy, tôi nói chứ ta mà nhảy xuống cầu I am die you become a murder you a killer là tại vì mày làm tao depressed quá, mày phải thả cái trang Facebook cho tao, là tại vì tao chết là vì cái Facebook của mày. Tao mà chết tao đợi cái di chúc tao lại, tao nói ngang, tao nói là kính thưa các người trên thế giới này, tôi nhảy cầu là vì thằng Facebook, là lúc đó là mày trở thành là kẻ tội nhân giết người đó ngang Mát ngang. Đó, nó nặng nề dữ lắm đó, chứ tự nhiên người ta đang chơi ngon lành 10 năm trời, mày không nhốt, tự nhiên bây giờ cái mày nhốt khang hà. Mày nhốt mày cũng phải cho tao một cái lý do, mày nói mày không có muốn tao sùng xài tên giả thì mày nói đại đi. Đó, hay là mày nói cái gì đây, nó không nói gì hết trơn á. Tôi email nó lại, nó tìm trả lời. Nó tìm trả lời, tôi nói làm gì, tôi nói trúng tim đen nó hay là tôi cái kiểu như mình chửi lộ mà kiểu như nó chửi không có lại đó mọi người. Làm như vậy đó, tôi chửi giỏi quá, tôi nói cái lý lẽ của tôi nó đúng quá, chứ nó không có, nó á khẩu luôn. Nó á khẩu cái nó không thèm trả lời chạy vốn gì hết trơn. Cứ qua ngày mai tôi ngủ tôi nói ủa sao thằng này kỳ vậy ta. Tôi nghĩ trong đầu tôi nói ủa cái gì kỳ trời, tôi đang gây lộn với mày mà tại sao mà tôi chửi mày quá trời, tôi nói gì mà sao mày không trả lời chạy vốn gì hết trơn mai. Sao kỳ vậy trời? Thì con theo lẽ là cái theo cái thói quen của con người chúng ta, mà chúng ta đang gây lộn á thì mình phải gây qua gây lại đúng không? Nó chưa im câu chuyện mà. Rồi tôi nói quá trời luôn, tôi đổ thừa nó là kỹ giấc người rồi nào mà sao làm im re vậy? Sao im re? Tôi tức quá tôi chột dạ.
Tôi chốt giá, tôi email thêm lần nữa. Email thêm lần nữa luôn. Tôi nói cho là I wonder why you quiet on me. Tôi nói đơn vậy đó. Là tao đem email mày qua lại, sao mày không chịu return cái email của tao. Mà bây giờ mày im lặng vậy, mày đã im lặng 24 tiếng rồi mày biết chưa. Đó, bây giờ là tao quánh rồi, mày trả lời cho tao đi chứ. Cứ trả lời ngược lại. Nó nói cho rồi cái tên tao bỏ qua bên. Bây giờ tao hỏi cái năm sinh của mày nè Hùng à. Đó, là mày sinh năm sinh là bao nhiêu mà sao cái mặt của mày nó già chát vậy? Với lại cái năm cái ID của mày nó không có giống như cái năm sinh ở trên Facebook. Xong cái tôi nói chứ. Facebook vậy? Năm sinh vậy? Cái đó nói lúc mà mày chơi Facebook là mày tao hỏi mày nhiêu tuổi mày khai ra ở trên đó rồi. Cứ tôi nói ủa có hả? Ở cái đó tao không nhớ. Tại vì á lúc mà tao mở cái account này là cả hơn chục năm rồi, tao đâu có nhớ đâu mày. Ủa mà tao có hả? Có khai ngày tháng năm sinh hả? Vậy ngày tháng năm sinh ở trên Facebook của mày là nhiêu? Xong cái đó nói á là mày khai trên Facebook là mày sinh năm 1992. Năm 92 là giờ nhiêu tuổi ta? Năm 1992, năm 98. Trời giờ là già lắm rồi đó chứ còn gì nữa. Năm 92 chạy ra giờ người ta cũng là 28 tuổi chứ còn gì nữa. Giờ năm 2020 đây nè. Vậy là 28 tuổi. Xong cái tôi nói chứ. Trời thì cái năm sinh nó 28 tuổi, nhìn cái mặt tao là 28 tuổi rồi còn muốn gì nữa. Mặt cũng già chát ra đây, râu còn nó quéo luôn này, 28 tuổi rồi còn muốn gì nữa. Xong cái đó nói nhưng mà cái ID của mày là mày còn già chát hơn là cái năm 1992 của mày nữa. I wonder why, tại sao mày lại giả cái năm sinh của mày để làm vậy? Xong cái tôi nói chứ, tôi nói ủa vậy hả, có hả? Vậy chắc tao xin lỗi lúc đó lâu quá tao đâu có nhớ đâu, nhưng mà tao nhớ đại loại là ở trên Facebook của mày là đứa nào nó cũng láo hết trơn mày ơi. Mày không tin tao, mày rảnh mày cầm cái điện thoại mày gọi hết tất cả mấy cái account trên Facebook mày coi có đứa nào nói thiệt không. Mày gọi hỏi coi, trời ơi đứa nào cũng nói láo hết trơn á mày ơi, ngay cả mày cái mày cũng nói láo trên Facebook mày nữa chứ đừng nói chi. Mày mà không nói láo lấy gì mà ra tòa, mày thấy ông Trump mới bắt mày ra tòa, mày tối ngày mày ra hồ tòa hoài không, ngày nào mày đi mày với vợ mày túm nhà cứ đi chợ đi về nấu ăn xong rồi ra tòa, đi chợ về nấu ăn là ra tòa, đi chợ về nấu ăn ra tòa, ngày nào mày cũng ra mày hồ tòa mày thấy chưa. Tại vì mày nói láo đó, thì trên Facebook có ai mày nói thiệt đâu. Thì nói láo là đúng rồi. Thì cái mặt của tôi nhìn giống như là 28 tuổi thì tôi khai 28 tuổi, nhưng mà 28 tuổi là hồi xưa. Tôi nhớ rồi, hồi xưa chơi cái Facebook, mở cái account Facebook là hơn chục năm về trước. Chục năm về trước là nó require là con nít không có được chơi. Nó nít không được chơi thì tôi khai tôi vừa đúng hơn 18 tuổi thôi là nó hết nít rồi. Đó, 18 tuổi nó hết con nít rồi thì mày chơi dần chơi mòn thì giờ tuổi nó tăng lên là 28 là đúng rồi chứ còn gì nữa. Cái đó này hàm, mày chơi Facebook là tao phải ép mày cái số tuổi này nó phải y chang ở trong cái ID của mày á, mày phải lấy địa chỉ thiệt nha. Rồi mày còn phải lấy địa ngày tháng năm sinh thiệt, rồi mày phải lấy tên thiệt tao mới cho mày chơi. Đó, xong rồi tao nói chứ mấy tụi bay cũng rảnh ghê luôn á, tao nói thiệt á, mấy tụi bay rảnh dễ sợ luôn, không ngờ cái kỹ nghệ IT Facebook của mày nó cũng rảnh nữa. Mày làm cái luật gì thì mày làm cái luật từ lúc ban đầu đi, mày làm cho đã, người ta chơi cho đã rồi mày đổi luật hồi nào ai mà hay. Thì bây giờ mày đổi luật thì mày cũng phải gửi email rồi mày thông báo. Ví dụ mày nói Hùng ơi, Hùng đừng có chơi, đừng có dùng tên giả, đừng có lấy lịch giả nữa nghe Hùng nghe. Đó Hùng lấy tên thiệt đồ này nọ đi. Rồi nếu không mà tao nhốt mày hay này nọ, mày phải hăm dọa tao đồ la làng ra là đồ lên chứ. Tự nhiên tao ngủ qua con đêm ăn con gà không qua ngày mai cái mày nhốt tao à. Trời ơi tôi giận kinh khủng. Kia nó nói vậy là đúng rồi, tôi im luôn. Trời tôi nói tôi gây lộn lần đầu, làm như lần đầu tiên trong đời tôi gây lộn mà bị thua á mọi người. Thằng đó nó nói gì là mình phải thua thôi. Đó, mà gây lộn mà cái kiểu bằng email nữa chứ. Thí dụ như mày mộ mà bằng cái mượn đi, mình còn ào ào rồi chút xíu, mình còn hung hăng đồ này nọ lên. Chứ gây lộn bằng email thì trời ơi, tôi nói thiệt email nó tiếng Việt tôi có nói còn được. Chứ nếu mà email bằng tiếng Anh nó cũng khó khăn lắm chứ bộ. Nó cũng mệt là bởi vì vậy tôi thua thôi. Thì kiểu như mình thua là mình biết là mình cũng có cái lý do đầy đủ để mình thua nó. Chứ nếu mà cái thằng Mark nó mà ra đường mà gây lộn với tôi chưa chắc thua đâu, tôi chưa chịu đâu. Tôi chịu thua đâu mà chẳng qua tại vì nó gây lộn bằng tiếng Mỹ mà nó gây lộn bằng email cái kiểu đó không có quen, bởi vì cho nên là tôi thua thôi. Đó, không lẽ bây giờ mình rảnh mình để mướn người thông dịch để mà dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ để mình gây lộn với nó thì cũng hơi kỳ, đúng không? Làm cái điều đó thế cũng hơi lố, ai đâu mà gây lộn không lại người ta rồi cứ đi mướn thông dịch viên đi gây lộn giùm thì nó cũng hơi kỳ. Bởi vì tôi thua rồi giờ nó nói là rồi bây giờ là mày khiếu nại vậy tao đã nghe rồi, tao biết rồi, mày tên giả tên thiệt luôn vậy rồi tao cung cấp giấy tờ rồi, bây giờ là tao gửi mày qua cái bộ phận nó đang suy nghĩ coi, nó nghiên cứu cái lý lịch của mày coi chừng nào nó thả vậy á. Rồi tôi gửi email ngược lại tôi nói chứ tao cái lý lịch tao là như vậy đó, tao khai ra như vậy rồi đó, bây giờ mày á mày nhắm đường mày thả cho lẹ lẹ đi chứ bây giờ dịch quá trời rồi kìa, dịch đầy đường kìa, mày phải thả tao ra, tao có cái Facebook tao chơi chứ bây giờ mày nhốt hoài sao được. Cho tôi cũng mệt ghê đó, rồi cái lá thơ nó gửi đây nè, nó gửi nó điền cho đã rồi nó cũng thỉnh thả nữa cái thằng quỷ.
nó lạ kinh khủng luôn. Vậy cái thằng đó nó làm sao á, tôi nói trời ơi, khi mà cái chuyện mà nó xui á, nghe mọi người nghe là nó xui cả chùm á, mà nó xui lay luôn á, nó xui mà không phải chỉ có câu chuyện mình tôi thui xui thôi nghe. Tôi kể chuyện của người ta để kể nghe, người ta là cái người này tôi quen biết đây nè, đó là tôi quen biết mà cái kiểu như đại loại thì thấy người ta xui mình cũng chột dạ, kiểu như mình cũng buồn giùm đó mọi người, cái kiểu mình thảo mai đó mọi người. Bởi tôi thấy người ta xui, bởi tôi cũng muốn chia sẻ cái niềm xui của người ta, bởi tôi lên đây tôi kêu ca để tôi kể câu chuyện cho nghe. Tôi nói hôm rày ở bên Cali đó là nó nhốt rồi, tiệm nail, tiệm tóc, tiệm gì nó cũng nhốt ráo trời, mà thà là nhốt kiểu như vậy đó mình biết đường mình đối phó, mình làm ăn làm uống đó. Bây giờ làm nail thì bây giờ chính phủ nói Hùng ơi Hùng, làm nail bây giờ là corona đầy nhà rồi nghe, bây giờ ta không có cho đứa nào ra làm nail, làm chân, làm giò gì hết trơn, nó nhốt ráo đi, nhốt đi, chủ cũng nhốt mà thợ cũng nhốt, khách cũng đừng ra đường, nếu vậy đi để cho mình biết mình nằm ở nhà đó mình chờ thời chẳng hạn vậy, hay mình kiếm gì đó mình dành vô mình ví dụ mình ăn mình sống chẳng hay là mình đổi nghề chẳng hạn vậy đi đó, thì thà là như bên Cali người ta thông báo không. Cái bà Nguyễn Thị Tân sớm tôi Chicago, bà không chịu làm vậy, bà thả ra, bà nói đứa nào đi làm thì tiếp tục đi làm để đừng ở nhà ăn không rồi ngang bay, tụi bay bà ở nhà ăn không rồi đó, chính phủ nuôi không có tiền đâu mà trợ cấp, bởi cho nên nói giờ đứa nào có công ăn việc làm đi làm hết trơn đây đó, làm nail là đồ tụi bay ra cầm vũ cầm đồ ra miệt mài vũ đây đó, làm nail mở tiệm nha đó, nhưng mà khách thì không được cho ra đường. Khách với tụi bay, bà nói với mấy tụi bay nha, khách mày á, mấy con khách á, mày mà rảnh á, mày ở nhà thì mày ở nhà mày coi phim Hàn Quốc, mày làm cái gì đi chứ mày đừng có ra đường, mày mà ra đường nó dính corona đó. Đó, bà không có cho. Bà nói là bây giờ là tao mà thấy đứa nào mà đi lẩn quẩn ở ngoài đường mà không có công ăn việc làm hay là cái chuyện gì mà đại sự tao bắt tao cho tức kịch hết trơn á, bà cho nên đừng ở nhà, đừng có đi vòng vòng ngoài đường. Mày biết nấu ăn thì mày đi chợ, còn nếu không thì mày order đi rồi delivery về nhà cho mày ăn, mày sống từ đây qua tới năm sau thôi. Đó. Bà làm cái kiểu như vậy rồi bây giờ ra nail. Tao nói cái tiệm nail ra ngồi chơi dơi không, mà tao nói trời ơi, chủ cũng ra cầm bộ đồ nghề ra vũa vũa, thợ nó cũng cầm bộ đồ nghề ra vũa vũa, rồi thợ nó vũa chứ với lại chủ nó thợ với lại nó vũa với thợ, chứ khách đâu vô, khách nó bị bà biểu thị tư nhốt ở nhà hết trơn, trời, bà hù cho tích kịch rồi bà nhốt con ta rồi bây giờ sao người ta không nó ra đường đâu mà nó làm nail. Trời ơi, tôi nói nguyên cái tiệm nail nó ế nhệ, nó ế rồi mà nó còn cập xui. Tôi nói trời ơi, làm như là cái năm này là cái năm sau chẳng hạn á mọi người, khi mà tôi bị xui cái trang Facebook làm như là tôi cũng bị lây, hay là bạn bè những người quen biết tôi cũng bị xui chung hay gì á, tôi kệ đi, coi như là mình bấm quẻ mình coi năm nay là cái năm mà đại nạn rồi vậy đi, nó còn chỉ có 1 tháng 2 tháng nữa cho nó qua bà cái cơn dịch này rồi năm tới mình mà không chừng mình được nhiều may mắn, tôi cũng nghĩ hy vọng là vậy thôi. Mà cái câu buồn, cái chuyện buồn của ta đó là gì, cái chuyện xui gì nó mới đáng kể đây nè. Đó, cái tiệm nó bự thù lù, khách nó không có. Bởi đại đa số thợ xúm nhau nghỉ hết ráo, người thì ở nhà đổ bánh xèo ăn, người kia thì ở nhà nuôi con, người nọ thì ở nhà coi phim Hàn Quốc. Đó, rồi khi xúm nhau ở nhà ở trơn trọi, chỉ có 3 người đi làm mà thôi. Đó, mà cái tiệm nó bụ thù lù luôn, mà nó chỉ có 3 thợ, tại vì nó không có khách. Đó, mà đã 3 thợ không có khách rồi, thì 3 thợ tự ngồi làm móng tay móng chân với nhau, giống như là mình vũa tay nghề với nhau. Đó, bà này thì vũa neo cho ông cây á, đó, rồi gắn móng dài đồ lên vũa qua vũa lại, rồi một người thì đứng dòm, thì á một bà vũa cho một ông, rồi còn một ông kia thì đứng dòm để mà bắt chước học nghề, là 3 người chấu đầu trong cái bàn để mà dòm. Đó, thì tôi nói chuyện đó chuyện rất bình thường, cái chuyện đó chuyện rất bình thường trong cái tiệm neo của chúng ta, đúng không mọi người? Chợ trong tiệm neo mình đang ăn vịt lộn mà còn có đứa nó dòm nữa, hay là mình đang chơi Facebook còn đứa kia nó cũng đứng dòm nữa kìa, tại mình rảnh là mình cứ đứng dòm mình ủng hộ với nhau. Đó, chuyện là chuyện Việt Nam mình bình thường, trời xuống đất khiến, xẹt 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 cái thằng quỷ xét 6 feet away nó vô nó chét. Mà tôi nói mấy cái thằng mà health department không phải, mấy thằng xét bằng nó cũng không phải đó, mà mấy cái thằng mà xét mà unemployment nó cũng không phải, không, cái thằng này nó chỉ cái đi xét 6 feet thôi. Có nghĩa là ở chỗ tôi Chicago là bà Nguyễn Thị Tân là bà cấm là đứa nào mà ở trong tiệm á là phải đứng xa xa ra 6 feet, đứa này 6 feet, đứa kia 6 feet, kéo bàn kéo đồ ra cho nó thiệt là 6 feet chứ không được dồn vô một cột đó, tại sợ bị lây bệnh cái nó vô. Quỷ này nó cũng ác đạn nữa, mà tôi nói thiệt á, đã rất cái xui rồi thì nó tẹt lẹt nó làm sao á. Nó vô nó đeo mặt nạ đâu biết mặt nó là đứa nào. Nó chui vô nó nói chứ, ê tụi bay, ba đứa mày dúm vô một cụp, vô một chỗ như vậy là tao hỏi mày là đứa nào thợ neo, đứa nào là khách neo. Đó, xong cái ba người nó dòm lên nói chứ, ủa đâu có khách neo đâu, bây giờ mày vô đây mày là khách neo, mày muốn làm móng tay hay là mày muốn làm móng chân. Tụi ta ba đứa đang rồi ngồi quẩn đây này rảnh dữ lắm, tụi tao không có khách. Tụi tao là ba đứa thợ neo hết trơn á, mà mày có muốn làm neo hay không? Đó, cái thằng đó nói không, tao không có rảnh làm neo,
nó trả lời vậy đó, tao có thể lau đeo, tao vô đây là tao xét 6 feet, tại sao ba tụi bay là ba đứa thợ anh em mà sao dí vô một cục ngồi chỗ vậy? À, ta, chính phủ người ta đã loa lên là dịch đầy nhà rồi, phải chia ra một đứa 6 feet đó, mà mày biết ba đứa mày dính vô một cục vậy nó lây bệnh sao đó. Rồi cái nó đi vòng vòng, nó chấp tay sau đít vậy nè, nó đi dập dòm nó cho ba đứa mày đi qua ba cái góc kia đứng cho tao cách ra 6 feet. Trời ơi, ba đứa thợ neo quảng hồn quảng dí đâu biết chuyện gì xảy ra đâu, nhảy cà tân ra đứng 6 feet im re rè ngồi im vậy nè, cứ qua bạn đứa nào đứa nó ngồi ngồi im re để coi cái thằng này nó làm gì đó. Nó đi vòng vòng ở trong tiệm neo nó dòm vậy nè, có 6 feet không, cái bàn này có phải 6 feet không, cái ghế này có 6 feet không, ủa tại sao mày không chịu 6 feet gì trơn vậy? Rồi à, mày mua mấy cái mica mày gắn lên rồi sao mày không chịu gắn cái mica mà ở ngang hàng đây nè, cái mica mà mày gắn ở trên bàn là rất là good rồi đó, là cái mica đó rồi đi chặn dịch đó, nhưng mà mày còn phải cần cái mica mà nó chắn ngang giữa thợ này giữa thợ nọ, tại vì tụi mày ngồi không có được 6 feet đó, ba đứa mày ngồi chung vô một cục vậy là ba tụi mày muốn ngồi chung là ba đứa mày phải mua ba cái kiến khích vô đó, rồi ba cái kiến nó chồng lên nhau rồi ba đứa mày nó mới tới gần ngồi gần là mày phải mua một cái kiến để mà chặn từ trên xuống dưới luôn á mày, mày biết không, dịch đó đó. Xong cái nó nói vậy đó, xong cái nó cho mấy tụi mày bây giờ đưa đây tao cho mày cái ticket, nó cho cái ticket trong tiệm vậy đó. Xong cái bà này bà mới chơi với bà chỗ bà làm móng tay mới chơi với bà đó ơi, ủa ticket gì, tụi tao là ba đứa làm neo, tụi tao đang rảnh quá thì tụi tao chú đầu vô để mà học neo đó, mà giũa nhau sơn nhau bàn luận cho nhau, đâu có khách gì đâu mà có 6 feet đó, khi nào mà có khách rồi mới có 6 feet cho mày, thì khi nào tao có feet tao chạy về bàn tao làm cái tiệm nó bự thù lù mày có thấy không, nãy giờ mày đi trong cái tiệm tao mày muốn què cái giò luôn đó, không có khách cưới trong rộng quá mà chỉ có ba đứa thôi đó, không có khách đó, mà bây giờ mày vô đây mày bắt 6 feet mày cho ticket vậy nữa. Xong kia nó nói cho là mày tụi bay không có được 6 feet đó nên tao cho mày cái ticket là 6 feet, tại vì cái luật của người ta đó là khách á, khách với mày là tao cho mày cái kiến ở giữa rồi mày nắm tay nó mày làm, mày nắm chân nó mày làm, tao cho mày cái kiến nó chặn ở giữa là không sao, còn bây giờ thợ với thợ đó là mày phải 6 feet. Xong cái bà này bà nói chứ mày nói cũng có lý, thợ với thợ thì nó 6 feet đó, nhưng mà không lẽ giờ tụi tao ba đứa về nhà rồi cũng phải chia ra 6 feet luôn hả? Vậy cái mấn kiến mà tao mua chẳng ngang ở giữa đó chẳng hạn ra hai thợ ba thợ chia như kiểu mày nói đó, vậy tụi tao về rinh luôn cái kiến về nhà luôn hả, rồi ăn uống nghỉ dưỡng gì cũng phải đeo mang theo cái kiến theo hả? Xong cái thằng đó nói chứ mày nói vậy là nghĩ vậy, tao nói mày lên trên tiệm cái luật ở trên tiệm thôi, tao liên quan gì ở nhà đâu mà mày rủ ngược về nhà. Xong cái bà này mới nói chứ thì mày mới nói cho hợp lý là bởi vì tụi tao là người nhà mà, tụi tao ở chung nhà mà không lây bệnh nhau, bây giờ ra tiệm lây làm gì mày, thì nếu mà tụi tao có lây thì lây từ ở nhà rồi liên quan mà tới ra tới tiệm mày mới lây. Xong cái nói cho ủa ba tới bay thợ neo mà ba tới bay ở chung nhà làm sao? Xong cái ba nói ủa có đâu sao mày, thì tao với cái ông kia là chồng vợ nhau, cái thằng kia đó là con tao, thì trong cái tiệm chỉ cái dòng họ nhà tao ba đứa ở chung nhà, ngày nào tao cũng ăn cơm tao cũng đâu có lây bệnh đâu, mà giờ tao ra tiệm mà tao lây bệnh mày nói chuyện vô duyên vậy, mày đừng có cho tao tích kịch mà tích kịch cái kiểu mà vô duyên gian ác nha, đã không có neo nó ế rồi mày còn cho tao có tích kịch cái kiểu gì là tao không chịu mày, mày cho gì là không có hợp lý. Mà chửi lại cái thằng đó nó có lý quá, nó lấy cái xé luôn. Thì đúng rồi, tự nhiên người ta ba người ở chung nhà, ở nhà người ta ăn uống ở ngủ nghỉ với nhau, người ta không lây bệnh, tự nhiên ra tiệm neo lây bệnh nó vô duyên. Nó còn lây bệnh thì cái chuyện như 6 feet là người ta đã biết rồi, làm gì hung hăng dữ vậy. Ai cũng biết 6 feet away thì khi nào có khách thì người ta sẽ rinh cái đích người ta đi ra tới 6 feet away. Còn gì nó không có khách thì người ta tới người ta chui đầu vô người ta nói chuyện có sao đâu. Còn gì mà phải 6 feet, không lẽ cái tiệm vậy người ngồi đầu rồi khi mà nói chuyện rỗn rãng gì sao được. Đúng không? Cái bắt quá à. Cái bà nói lại vậy, cái thằng đó nó nói rồi cầm tức kịch nó xé luôn, bỏ đi chỗ khác luôn, nói à rồi vậy thôi à, vậy tao đi chỗ khác, tao đi qua tiệm khác, nếu mà tao mà quay trở ngược lại mà tao mà thấy mày với lại khách mà chúm đầu vô 6 feet là cho mày tức kịch á đó. Mấy tụi bay ở chung nhà mà cho tao cho mày dính chùm với nhau chứ người lạ là không có được dính chùm, nghe chưa? Cái nó nói kiểu vậy đó. Ê trời, đó con tôi đúng là cái bà đó, may mà cái bà đó bà nói lý lẽ được, bà thắng cái vụ đó. Còn cái lý lẽ của tôi với cái thằng Mát là tôi chịu thua, bà nó cũng không có chịu thả tôi rất là bực đó. Và tôi nói hả, khi mà con người mà nó đại loạn rồi đó là nó xui cái gì nó cũng xui hết trơn á. Hôm nay nè lại kể câu chuyện của người ta, chuyện này chuyện của người ta, chuyện bà này tôi không biết, cái chuyện hồi nãy bà là tôi biết đó, nhà bà đó ở trong cái xóm tôi nên tôi biết, còn cái chuyện này tôi không biết mà tôi chơi Facebook thôi, mà tại tôi đang rảnh nên kể cho mọi người cùng nghe. Có cái bà này bà chủ tiệm neo mà tôi nói có người nó xui tôi chi buồn với cái neo của cái bà đó, tôi nói cho mình thấy người ta buồn rồi mình bị xui đó, mình thấy người ta bị xui rồi cái mình cũng muốn chia sẻ bớt cái xui, tại cái xui gì nó vô duyên lắm, cái nhiều cái xui nó vô duyên kinh khủng, là vô duyên luôn. Bà cái bà chủ tiệm neo bà làm neo cái tự nhiên hôm nay trời xui đất khiến quỷ ma tha ôm ba ma bắt gì không biết nữa, cảnh sát vô còng đầu đó, tại vì là bà bán mặt nạ,
bà đeo mặt, bà bán mấy cái mặt nạ, mà mặt nạ mấy cái đồ hiệu, mà đồ hiệu giả đó mọi người, thí dụ như là An LV, Chanel đồ này nọ, mà nó bán ở trong cái tiệm nail kia, nó bắt bà, tin tức lên trên internet nó chạy rần cái bà đó dưới Florida, bà trong cái xóm tôi không có biết bà, tôi chỉ thấy cái hình bà lôi trên internet thôi đó. Nhưng mà tôi thấy cái bà đó tội nghiệp, cái bà đó rõ ràng là bị xui, theo tôi thấy là bị xui. Cái vấn đề tệ nạn mà bán đồ giả đâu phải mình bà bán, trời ơi, thiên hạ nó bán họ rầm. Tại đây nó bán cái kiểu gì mà ở trong mo nó cũng bán nghe, trong ở trong mo cao cấp nó cũng bán, rồi đi bán ở ngoài đường lê lết bán dạo nó cũng bán, rồi đừng có nói chi nha, tiệm chỗ nào nó cũng bán mấy cái mặt nạ mà Chanel rồi đồ giả đồ này nọ đó, ai mà biết đâu. Mà tôi nói nó bán hà rầm luôn, sao không bắt người ta, tự nhiên cái bà nail này bả chỉ có làm nail ế quá thì người ta chỉ có bán theo mặt nạ thu nhập thôi mà cũng bị bắt, có phải là chị bị xui không? Cả triệu triệu con người nó bán đồ giả không bắt, tự nhiên bà này bà bán thì bị bắt, cái xui là ở cái chỗ đó. Theo tôi thấy cái xui đặc biệt của bà này ở chỗ đó là nó thê lương, là thơi lương cái chuyện không vậy. Đồ giả thì thiếu về người bán, mà cái thằng mà tôi nói cái thằng mà nó bắt mặt nạ nó cũng vô duyên nữa, nó quá là vô duyên. Thí dụ như mày bắt, thí dụ như mày bắt quần áo, mày bắt giày giày ghép dép guốc, hay là mày bắt vỏ hiệu vỏ sách đồ đồ giả, nó không có liên quan tới con corona. Còn cái bà này là bà làm nail, bà bán mặt nạ, là bà cốt ý là bà cũng giúp cho chúng sanh, là bà cho bà kêu người ta là đeo mặt nạ đồ vô cho virus nó đừng có cắn người ta đó, để cho nó không có lây bệnh đồ này nọ, là có nghĩa là người ta tốt chứ bộ. Người ta rất là tốt, mà thay vì mấy cái con khách nó cũng ác đạn vậy lắm. Tôi không phải là tôi binh bả, mà tôi làm cái nghề này tôi biết vậy lắm, mấy con khách nhiều lúc đó cũng rất là ác đại ăn. Mình bán mấy cái mặt nạ mà trong tiệm nail y tế của mình 3 lớp, 4 lớp nó không có chịu mua. Đó, mấy cái mặt nạ đó người ta nói bác sĩ rồi N95 rồi này nó đâu có chịu mua, nó nói tại cái mấy cái mặt nạ nó xấu. Nó thích mua mà mấy cái mặt nạ Chanel đồ này nọ nó đeo cho nó đẹp. Đó, nhưng mà theo lẽ là cái bà đó là bà đang hưởng ứng giúp đỡ cái nhân loại này, đúng không? Bà làm đeo, bà gặp khách nên bà khuyến khích khách nó đeo mặt nạ, thì bà bán mặt nạ cho người ta, đúng không? Thì cái điểm đó là điểm tốt rồi, còn gì nữa, mà chẳng qua là cái xuất xứ mặt nạ này nó sản xuất là nó làm đồ mặt nạ giả thôi. Mà mặt nạ là giả là gì? Mặt nạ giả có nghĩa là nó in mấy cái hiệu giả, chứ không phải là cái mặt nạ giả. Cái mặt nạ của bà vẫn bằng vải, rồi cũng 2-3 lớp, rồi cũng có cũng như thun đeo vô, thì cái mặt nạ đó là nó cũng che được vi khuẩn chứ bộ. Đó, nó che được chứ không được. Bây giờ thử nghĩ mình che cái miếng vải vô cái mặt mình vậy đi, còn vi khuẩn nó đi ngang thì nó dính bạ trong cái mặt nạ rồi, làm sao mà nó vô trong người mình mà nó cắn mình, đúng không? Vậy là gì, mặt nạ là mặt nạ thiệt, mà chẳng là mấy cái hình thêu là hiệu giả. Nên bắt bà, nó tội nghiệp người ta không? Tôi nói trời, tôi nói cái năm này là cái năm sau tháng hạn gì mà tôi nói nó xui, gì mà nó xui. Mà cái bà làm nail đó bà cũng bị xui. Đối với tôi thấy gì là xui đó mọi người. Xui quá chứ còn gì nữa. Trả triệu triệu con người bán sao mày không bắt? Tao ở trong tiệm nail tao bán mà mày cũng ráng vô mày bắt cho bằng được. Có phải là bị xui không? Trời ơi, bao nhiêu đứa đi cà nhẫm ngoài đường kìa, nó bán mặt nạ giả mày không chịu dí theo mày bắt nó đi. Còn này mày vô cho túi trong tiệm tao mày bắt, có phải là bị xui không? Cái bà đó bà xui đó, cái bà bán mặt nạ giả đó bị xui. Nhưng mà dẫu sao thì mình nghe cái câu chuyện mặt nạ giả này thì mình cũng phải ráng rút một cái kinh nghiệm về cái vấn đề này. Mọi người ráng đừng có làm thêm tiền bằng cái cách đó. Nhiều lúc mấy con khách đó nó cũng bà trội vậy lắm, nó mét mình hồi nào mình không có hay đó mọi người. Thôi kệ đây, mình cứ bán mặt nạ y tế đó mọi người. Mặt nạ y tế giờ nó cũng rẻ, bán nó cũng lời dữ lắm. Miễn là mình bán làm sao mà nó cho lương thiện một tí, đừng có cho như là quá lẹo lưỡi, hoặc là qua đừng có lương lẹo quá mà còn nó kỳ. Thì cái mặt nạ là mặt nạ bây giờ thời điểm này nó tụt xuống dữ rồi. Đó, hình như là mặt nạ giờ là 50 gói là người ta bán chỉ có 6-7 đô thôi. Đó, 6-7 đô là một gói, thì bây giờ mình bán một cái khoảng chừng là 5 đô là được rồi. Đó, thì mình bán như 5 đô 10 cái là được 50 đô, mà 50 cái thì mình sẽ bán được là cũng được 250. Thì nếu mà mình mua một gói có 6-7 đô mà mình bán ra được là 250 thì nó cũng được rồi. Đó, mình bán giá, đại loại là mình bán giá là giá đó kiểu như là giá ủng hộ khách neo mình thôi. Chứ mình đừng có ăn lời cắt cổ quá, đừng có bán cái mà tới 20-30 thì nó hơi mắc. Đó, mình bán khoảng chừng cái 5 đồng, 6 đồng chơi cho nó vui thôi. Đó, mình mua một gói đó là cũng là 5, 6 đồng. Tại vì mình xé là mình bán cái như tiền công của mình chẳng hạn. Vì mình bán cái 5, 6 đồng thì nó cũng được rồi. Nó cỡ đó thôi, đó. Mà tôi nói, nhắc tới cái chuyện này nữa nè.
Tới đây cũng có nhiều chuyện ở trên Facebook, không có chơi Facebook nó lợi hại gì lắm á mọi người nghe. Bởi cho nên nếu mà cả nhà mà có rảnh rỗi ráng ủng hộ tương tác với tôi, để nhiều lúc tôi chia sẻ những cái chuyện mà nào, ví dụ như chuyện xui thì tôi kể xui, mà chuyện bữa nào mà tôi vô mánh thì kể chuyện vô mánh để cho cũng cho chúng ta được hưởng sái chẳng hạn vậy đi đó. Có cái này tôi mời mét nè, công ty Nail, Apple Nail System đang có một sản phẩm mới 4-in-1 vừa đắp vừa deep đã mà đang đại hạ giá, sắp sửa tung ra thị trường rồi. Nhớ canh meme bữa nào nó mà sell xuống thì hốt cho lẹ chứ nó không vậy bữa nó lên giá lại mất công nữa. Nó uổng tiền mình, bây giờ nó đang sell thì mình mua cho nó rẻ. Đó, đúng không? Cái vấn đề ham sale cũng phải tùy theo hiệu nha mọi người nghe, cũng tùy theo người bán nghe mọi người nghe, chứ không phải là mình nghe người ta rồi cái mình mua đại mua vô là không có được đâu. Tôi nè, cái mặt của tôi vậy mà tôi nói thiệt, cái cuộc đời của tôi má tôi nói đúng á, nhìn cái mặt tôi vậy mà cũng sao hay bị dễ bị dụ quá. Cái câu chuyện đó là ăn gì, bữa nọ đang ngồi làm nail ế thì đâu có gì đâu làm, tôi đi lòng vòng ở trên Facebook, bắt đầu tôi đi đọc comment dạo. Tôi đi đọc comment dạo nó cũng vui nghe, đọc comment dạo không phải là nhiều chuyện đâu, mà đọc comment dạo để mình coi thứ cái thiên hạ người ta đang suy nghĩ về cái gì, người ta đang làm gì cái gì, người ta đang làm tiền bằng cách nào chẳng hạn vậy đó. Đứa nào giàu, đứa nào nghèo thì nó khai lên cho mình coi. Đó để cho nó vui thôi chứ làm gì hết trơn á. Cái thiên hạ bàn tính nó chứ thôi bây giờ làm nail nó ế quá, bây giờ đổi qua chơi xì tóc đi. Tại vì chơi xì tóc dạo này nó cũng dễ chơi lắm, chỉ cần download cái app xuống thôi là chơi xì tóc. Cái app đó là gọi là Robinhood. Đó, Robinhood, download cái app xuống rồi sau đó mình bỏ tiền ở trong tài khoản nhà băng của mình đó, mình chuyển qua. Đó, mình chuyển qua là dâm 3.000 gì đây rồi mình chơi. Mà nó chuyển qua dâm 3.000 không phải là mình chơi dâm 3.000, mình chơi mấy đồng hay là mấy chục đó cũng được, nhiều cũng được hết trơn á. Nhưng mà nghe nói là TikTok bây giờ hả, Tesla rồi nó lên dữ lắm. Tôi nói cũng xe điện đồ này nọ, từ khi mà thằng Tesla mà nó phóng cái phi thuyền nó ra bên vũ trụ đó. Nó ra vũ trụ mà tôi không biết nó phóng ra vũ trụ nó làm cái gì. Tôi quên hỏi mà tôi cũng đọc tin tức luôn. Không biết nó phóng ra làm gì ta, nó phóng lên phóng xuống mà làm như phóng chơi hay gì mọi người, tôi cũng không biết nó phóng làm gì nữa. Nhưng mà từ cái lúc mà cái công ty Tesla mà nó phóng cái phi thuyền ra ngoài không gian đó là tôi nói cổ phiếu nó lên rần, ai cũng đồn vậy á, tin tức đó cũng đồn trong cái kỹ nghệ nail, tiệm nail đồn với nhau, gọi điện thoại nhau nói chơi tóc đây, nó lên dữ lắm. Cái tôi cũng ham hố, tôi rất là rảnh ham hố, ta đổi lấy cái app về đã Robinhood. Rồi tôi cũng chuyển tiền vô, tôi nói thôi bây giờ mình không biết chơi, thôi bây giờ mình chuyển ít ít thôi, tôi chuyển 500, tôi chơi 500, tôi nói thôi bây giờ 500 mình coi giống như là bữa nào mình đi nhậu đi, thường thường tôi đi nhậu là khoảng một cử nhậu là khoảng chừng 200 đô, thì bây giờ nếu mà tôi bỏ 500 ra tôi chơi xì tắc là coi như là 2 tuần không có nhậu, đó, thì coi như là bây giờ 2 tuần mình bị dịch đi, mình không có chịu đi nhậu ra, mình không có ra đường nhậu được, thôi kệ mình lấy 500 mình chơi thử có ra làm sao, tôi bỏ vô 500, bắt đầu tôi lựa xì tắc. 500 của tôi á, mà tôi định mua cái thằng Tesla, mà thằng Tesla nó mắc quá đó, chẳng không cho tôi mua à. Nó nói Tesla một cái cổ phiếu mà rẻ bèo nhất là rớt 500-600 rồi, bây giờ mình có 500 không lẽ giờ mua chỉ có một cổ phiếu sao trời. Cái tôi không chịu mua á, tôi nói trời Tesla nó mắc quá tôi không có chịu chơi. Đó vì tôi lựa qua cái nào mà nó rẻ tiền á, tôi đi mua. Tôi lựa, rồi cái sau đó tôi ngồi trên Facebook tôi nghiên cứu nghe, tôi nghiên cứu vấn đề thị trường rồi dữ lắm. Tôi quay tin tức coi là thị trường nó lên nó xuống rồi này nọ, coi làm sao bắt trước người ta để mình vỗ là mình vô mánh sao. Trời nó neo nó ế mà tự nhiên một ngày mình vô mánh 500-700 nó cũng ngon lắm chứ bộ. Ghi như mình thay thế mình không cần làm neo, giống như đại loại người ta nói cái chuyện nó dễ dữ lắm. Trời nó dễ dữ lắm, chơi xì tắc nó còn dễ hơn chơi đánh bài nữa đó mọi người. Đánh bài mọi người còn khó đúng không? Ví dụ như cả nhà mà lâu lâu mà vô trong sòng bài mà chơi kiểu như tài xỉu thì nó cũng mệt, tại tài xỉu nó 50-50 đúng không? Tự nhiên hôm nay mình đang quýnh con tài ra con xỉu, nếu còn mình đang chơi con xỉu ra con tài, hoặc là nhiều lúc mình có nuôi con tài hoài nó không có chịu ra mới ra con xỉu hoài thì nó cũng mệt. Thì cái chuyện đó mình cũng biết là gì, mình phải phân ưu, mình phải suy nghĩ dữ lắm mọi người, mình phải rình dữ lắm mình mới chơi cái vấn đề đánh bài đó. Còn bây giờ chơi qua xì tóc nghe nó đã dữ lắm, bắt đầu tôi ngồi tôi rình, tôi ngồi tôi đọc ngang, tôi rình coi ủa hôm nay cổ phiếu lên nhiều ta, chú trà tích là lên dữ ta, ủa Apple nó ra rồi quá trời rồi kìa. Đó đó, rồi tôi nói ủa sao may xì gì nó sale sập sàn rồi kìa, McDonald's đang sale sập sàn kìa, McDonald's gì mà đang sale gì mà một cái phần McDonald's ăn gì đâu mà chỉ có 3 đôi, vừa có cái sandwich vừa có cái all fry luôn mà nó có 3 đồng bạc, ăn cái kiểu đó là sao mà phá sản sao được. Cái tôi không chịu mua mấy cái công ty bự rồi này nọ đó, tôi không có chịu mua. Bắt đầu có cái thằng này đằng nào trên Facebook tôi cũng không biết, tôi quên rồi, tôi đọc ở đâu đó không biết nữa, nó tung lên một cái tin net như vậy nè, có một cái cổ phiếu kia đại loại nó tên là
Tên tiếng Mỹ khó lẹo lưỡi dữ lắm, nó dài thòn lòn hà. Nhưng mà đại loại nó là BAC gì đó, đại loại nó là như vậy đó, cái công ty gì đó. Trời ơi, cái công ty đó là hồi xưa là một cổ phiếu nó đó là nó tới hình như là 180.000 đô la một cổ phiếu. Đó, rồi mà lâu lắm nha, hồi xưa đó là chắc là khoảng chừng 5 năm về trước hay nhiêu đó, đại loại nó tới 100 mấy chục ngàn, 200 ngàn đô la một cổ phiếu. Tôi nói trời sao mà mắc dư trời, mà bây giờ tôi có chỉ có 500 sao tôi dám đá nó. Đó, nó mắc quá mà. Nhưng mà coi cái lý lịch đó là nó sell, nó tuột dốc, rồi nó làm ăn thua lỗ gì đó mà đại loại nó tuột. Nó tuột hoài luôn, mà hình như là không, hình làm như là tôi coi nó không chưa bao giờ lên hay sao đó. 5 năm về trước đó, từ lúc đó nó lên cái giá đó rồi, cái nó cứ tuột hoài, nó không có chịu xuống, nó không có chịu lên ngược lại, mà nó tuột. Nó tuột riết luôn mà giờ còn có 30 sen hà. Ngon rồi còn gì nữa. Tôi thấy vậy là vô mánh. Tôi nói chết. Trời ơi, tao rình lâu nay vô một cái cổ phiếu như gì là đúng rồi. Ngon, có lý quá. Bà con nghĩ đây, nó từ gần 200.000 đô la một cổ phiếu mà nó tuột xuống còn chỉ có 30 xu một cổ phiếu thôi. Mà 30 xu thì bây giờ mình ra đường, trời ơi, mình thấy cái đồng keng mình cũng bị mất vậy. Hay là ra đường mình bị người ta gạt, mình cũng mất 5-10 đồng rồi. Nếu không mình gặp ăn mày kia mình cũng cho 10 đồng 20 đô rồi, đúng không? Bởi cho nên bây giờ tiết kiệm chi mà có 30 xu, tôi quyết định đầu tư vô trong cái cổ phiếu đó. Tôi quyết định bởi vì tôi nghĩ đây là một cái chuyện rất là sáng suốt. Là không có lý do gì mà tự nhiên bây giờ, thí dụ như bây giờ mình mua 30 xu đi. Mà đừng có nói chi nha, nó chỉ cần lên 2 xu thôi mình cũng lời được 2 xu. Mà nếu mà nó có lên 50 xu thì mình cũng được lời 20 xu. Đúng không? Mà lỡ mà nó có trở lại, nó lên tới 100 ngàn đô la một cổ phiếu, có phải là tôi vô mánh không? Trời, tôi nghĩ có điều đó. Kia tôi làm liều, tôi nói bây giờ 30 xu, tôi bỏ ra là 60 đô. 60 đô đó là tôi mua nó là 2.000, hình như là gần 2.000 cái cổ phiếu gì đó, 200 cái cổ phiếu gì đó mọi người. 30 xu một cổ phiếu, 10 cổ phiếu là 3 đô. 100 cổ phiếu nó chỉ có 30. Tôi bỏ 60 đô la ra là tôi mua nó tới 200 cổ phiếu mọi người. 200 cổ phiếu mà bây giờ tôi nghĩ nếu mà nó xui, trời ơi, nó lên chỉ cần 1.000 một cái cổ phiếu thôi là mình cũng có được 600 ngàn rồi. Mà lỡ mà nó lên ngược lại 100 ngàn cổ phiếu, mà 100 ngàn mà nó nhân ra tới 300 cái cổ phiếu, tôi là nó ra triệu đô, tiền tỷ gì lớn đó. Có nghĩa là nhiều tiền dữ lắm đó mọi người. Nhiều tiền đến nỗi mà tôi chưa bao giờ suy nghĩ ra là tôi sẽ được vô mánh đến như vậy luôn đó mọi người. Tôi thấy ngon quá. Tôi vô chơi 60 đô la đàng hoàng. Chuyển qua 60 đô la tôi mua, có giấy tờ chứng minh đàng hoàng là tôi mua là 200 cái cổ phiếu nó luôn. Đó, cái tôi nói cho bây giờ sướng dễ sợ chưa, có 30, có 30 xu một cái cổ phiếu. Nội mà mình mua 60 đồng mà mình ở nhà mình được mơ thôi là nó cũng sướng rồi. Lợi chứ còn gì nữa. Tôi mua xong là khoảng chừng tôi về nhà tôi khai cho bà vợ tôi nghe. Tôi nói chứ, ê, trời ơi, hôm nay tôi ở trên tiệm nó ế quá, cứ tôi chuyển qua tôi chơi cổ phiếu rồi nghe. Đó, mà tôi nói cái cổ phiếu gì mà chơi nó dễ ọt à. Chơi gì mà tự nhiên bây giờ bà rảnh ở trên tiệm mà bà cũng ế quá, bà chuyển qua bà chơi cổ phiếu thử đi. Mà bà đừng có lựa mấy cái cổ phiếu mà nó lên hoài mình không có tiền mình mua đâu. Thí dụ như bây giờ mình bỏ 100, 200 ra mình mua cái cổ phiếu rồi cả 1.000 đô hay là 20.000 đô tiền đâu mà mua. Không lẽ mình mua cái chút xíu cái cổ phiếu của nó thì bên khi nào nó mới lên. Đúng không? Khi nào nó mới lên tiền. Bởi vì bà theo tôi nè, tôi chỉ với bà nè, bà lựa như cái cổ phiếu nào nó có 30 xu, 20 xu ra bà mua, mà bà phải coi cái lý lịch của nó. Coi lý lịch của nó là cái lý lịch của nó là hồi xưa nó ra tới mấy ngàn đô hay là mấy chục ngàn đô rồi này nọ, hay là cả 100.000 đô như cái cổ phiếu tôi mua đó, mà giờ còn có 30 sen mua là ngon đó. Cứ tôi khoe trời ơi, là tôi mua cái cổ phiếu đó từ cái lúc mà thằng Mark nó nhốt tôi dưới trong cái chung lễ con gà tây mấy tấn giờ là chắc 10 hôm rồi đó. Đó, 10 hôm tôi mua xong cái tôi im re nghe, tôi cất giấy tờ đâu đó đàng hoàng, tôi im re cái tôi nói rồi tôi đổi đó, tôi chờ tôi lãng quên luôn, tôi không cần coi nó lên bao nhiêu sen hay là lên bao nhiêu đô vậy chân, tôi không cần. Tôi chỉ cần một ngày nào đó đài truyền hình nó loa cái cổ phiếu này nó ra là 1.000 đô la một cổ phiếu thôi là tôi có 300 ngàn, là tôi có được là 200 ngàn đô la rồi. Tại vì mình mua 200 cổ phiếu mà một cổ phiếu nó là 1.000 đô la là mình có là 200 ngàn đô la, mình bỏ ra cả 60 thôi, lời không? Tôi bỏ nó qua một bên. Cái chờ tôi nói ngày hôm nay là cái ngày xui.
năm xuôi tháng hạn, cái thằng Mark đó còn chưa có thả tôi ra. Mà bao tôi thấy trên Facebook bao nhiêu người toàn là xui xẻo hết trơn, cái tôi cũng bị xui lây. Tôi nói ủa cái gì kỳ vậy trời? Ủa gì kỳ vậy trời? Trời tôi thấy tôi cũng khôn lắm mà, tôi né, tôi nghiên cứu cổ phiếu tôi dữ lắm mà. Cái cổ phiếu của tôi không thèm coi luôn, coi nó lên xuống thị trường sao tôi cũng không thèm coi luôn. Mà cái thằng công ty cổ phiếu nó cũng lạ lắm mọi người nghe. Nó rảnh ghê nghe. Nó email tôi. Nó nói cho Dear Mr. Lê, tao cảm ơn mày là mày đã mua được 200 cổ phiếu của tụi tao. Thì 200 cổ phiếu của tao mày là shareholder đó nha Mr. Lê nha. Đó, cảm ơn mày đã mua 200 cổ phiếu của tụi tao. Nhưng mà bây giờ tao phải thông báo cho mày nghe là tụi tao chuẩn bị phá sản rồi. Vậy bây giờ cái cổ phiếu mày tính sao? Xong cái tôi nói email tôi nói ủa gì kỳ mày? Cái gì à, tao mới mua cái 60 đô, tao mới mua 60 đô mới có 10 ngày tự nhiên bây giờ mày đòi phá sản. Ủa mày phải cố gắng mày làm ăn gì đi chứ. Tao đã mua cổ phần cổ phiếu cho mày rồi thì tao chỉ biết mua cổ phần cổ phiếu, tao đưa cho mày 60 đô đó mà tao đầu tư vô trong cái công ty của mày rồi. Thì giờ mày cầm 60 đô tao mày phải đi làm đẻ ra tiền hay mày làm gì đi chứ, mày cho dây tiền góp nếu không mày đầu tư đầu này, mày tô đồ đầu tư đồ nọ đâu, mày bắt chước thằng Tesla đó mày phóng với tiền lên không gian đồ này nọ đi. Mày phải đẻ tiền ra tao chứ, nếu không mày bắt quá mày, nếu mà mày không muốn phóng với tiền thì mày đi mở tiệm nail đấy. Mày đi mở tiệm nail rồi như người ta đó, cho người ta đẻ lời rồi ra rồi mày chia chác cho tao, cái tự nhiên bây giờ mày email tao mày nói mày đem mày phá sản là sao mày? Trời đất ơi, tôi kể cho bà vợ tôi nghe, tôi nói ủa cái thằng này nó kỳ ghê ngang. Trời tự nhiên bao nhiêu có thở thời nay mà mọi người có bao giờ mọi người nghe ra cái câu chuyện gì mà chơi cổ phiếu mà nó đòi phá sản không mọi người? Tôi nói ủa cái gì kỳ vậy trời, tôi nói họ năm sau tháng hạn á mọi người, tôi làm thinh luôn, tôi không biết giải quyết vấn đề này làm sao luôn mọi người. Tôi nói trời cái gì kỳ vậy? Thì bây giờ phá sản rồi sao? Tôi định email là tôi nói nó vậy hả? Tôi lên đây tôi kể câu chuyện đó cho mọi người có thể chia sẻ giùm tôi cái kinh nghiệm nào. Anh em nào mà có chơi cổ phiếu làm ơn hãy chia sẻ giùm tôi cái kinh nghiệm. Ủa rồi giờ phá sản sao? Rồi giờ không lẽ mày đi kêu tao ra là họp hành giờ hay là ra đó để mà họp hành với công ty mày để cho mày phá sản rồi bắt công ta tốn tiền nhé máy bay tao đu theo rồi ra tao quay tụi mày phá sản hay gì? Hay là mày ra tòa ra đồ rồi tao phải đi ra bắt xe bớt đu xe lửa rồi ra đó quay chia sẻ với tụi bay là để phá sản hay sao? Mà tự nhiên mà mắc liên qua lý do gì mà tại sao mày không phá sản đâu từ ôm thằng nào đây mà tự nhiên mày sell xuống còn 30 cent rồi mày không chịu phá sản tận đầu tận đâu đi, bây giờ mày để tao đầu tư vô 60 đô rồi mày mới nói là mày phá sản mà mới có 10 hôm thôi thì bây giờ mày phá sản. Thì ví dụ gì mày nói cái con COVID này, cái thời điểm 2020 này là cái tai hại của thời con COVID, bởi cho nên công ty không có làm ăn ra được. Thì ví dụ mày phá sản từ cái đầu lúc người ta mới bị nhốt, mày phá sản sao mày lót chi mà mày lót từ hồi tháng 3 người ta nhốt biết tới bây giờ cái con COVID nó đẻ ra từ tháng 3 biết tới bây giờ mày phá sản, bây giờ mà tới gây thời kỳ ta vô tiền cho mày là mày phá sản, cho ta chăm vốn cho mày 60 đô la. Trời ơi mày không lấy 60 đô la tao mày đi đầu tư mày làm đẻ lời để đốn ra mà giờ mày đi mày phá sản. Trời ơi, tôi á khẩu nhớ luôn mọi người. Tôi nói cái năm gì mà nó xui dở sợ chưa, cái tôi nói cho bà vợ tôi nghe, bà vợ tôi nói đó vậy là ông xui rồi đó ông Hồng, nếu mà ông biết năm nay ông xui đừng làm gì hết trơn á. Tôi nói bà vợ tôi mới xui, bởi đó thường thường người ta mà xui đó xui dai lắm nha ông Hồng nghe. Mà con mẹ đó bà không có chịu với kiểu như đi khử tà khử gì với tôi nói cho bà, tôi thấy tôi xui quá bà làm ơn bà đi bà đốt phong long hoặc bà làm gì bà khử tà gì với tôi. Khi bà nói cho ông ơi mấy cái phong long ông la tôi đâu có biết làm, nhưng mà cái mấy cái chuyện phong long rồi nó tôi thấy nó cũng không có hiệu quả gì đâu ông ơi, cái này nó xui như vậy đó mà nó xui dai lắm nghe. Tôi chỉ nói cho ông nghe vậy thôi, nó xui dai dữ lắm. Thí dụ như rảnh rỗi thì mới nằm nhà ông ngủ đâu, đừng chui ra khỏi nhà hay là ông chui ra đầu đường ra đường chui đầu ra đường. Ông đừng chui đầu ra đường rồi lỡ là bị xui là xui nữa đó ông à. Thí dụ như tự nhiên mà đi ngang gặp người ta đi bán trứng vịt lộn hay là này nọ rồi ông hất cái thúng là bị bể rồi không có tiền để mà đền cho người ta đó, hay đạp đổ bánh tráng của người ta đang bán đâu ngồi đậu đường là không có tiền để mà trả đâu. Thường thường nó xui dữ lắm. Thôi giờ ông né dịch với ông né xui ông nằm nhà từ đây tới cuối năm luôn đi, đặng nào ông ra đường cũng đâu có tiền đâu có khách đâu làm nèo đâu nó đeo nó trốn dịch hết trơn rồi mà ra đường làm vậy. Bó bây giờ bà vợ tôi mới khuyến tôi vậy, tôi đang suy nghĩ là không biết tôi nên nằm nhà hôm nay mọi người nè. Mà tôi chỉ sợ lên nằm nhà rồi không lẽ mình cứ livestream ngày nào mình cũng livestream ngày nào cũng livestream. Chứ giờ nằm nhà nó cũng chán đúng không mọi người? Đó, thì bây giờ nếu mà bà con nghĩ coi nếu mà ngày nào tôi cũng livestream thì mọi người có ủng hộ tôi không? Nếu mà ủng hộ thì nhớ comment vô nghe để tôi biết được là người ta chịu ủng hộ tôi livestream ngày nào tôi cũng livestream. Chứ nếu mà lỡ mà tôi đang xui của tôi livestream rồi tôi lại share cái xui ra cho mất công cả nhà xui theo nữa, mất công nữa. Rồi tôi cũng ăn ớn cái kiểu như vậy, tự nhiên tôi thấy trời ơi, cái cuối năm này nó xui lắm mà tôi bấm quẻ nghe. Bây giờ đó là đã là hình như là gần giữa tháng 12 rồi, mình ngáp ngáp thoát
hai ba tuần nữa là nó tới Noel, là tới cuối năm rồi, coi như tôi nói còn 3 tuần nữa thôi. Tôi nói 3 tuần nữa thôi là hy vọng là cái thế giới này chúng ta sẽ được bình an. Cái con corona nó chết dứt đâu đây? Đó, rồi nước nào cũng thả con dân ra để người ta đi du lịch, người ta đi xài tiền, người ta đi làm neo, làm đồ, làm này nọ. Đó, rồi ông già Noel cũng phải cho người ta để bay tới bay lui. Mỗi khi ông già Noel, ta nói ông già Noel á, năm nào ở Mỹ, người nào ở Mỹ cũng đều biết là cái ông già Noel đó là cái ông đó là ông chuyên môn, ông bay từ bên Canada, ông bay qua bên Mỹ. Đó, mà mỗi lần mà cha già Noel chả mà bay là cha cũng rinh lu la lu li rất là nhiều quà cho con nít người ta. Đó, rồi cái năm nay cái dịch quá rồi, cái bà thị trưởng đó, bà Nguyễn Thị Tân ở xóm tôi, bà cũng lo lên trên truyền hình. Bà nói là cấm ông già Noel bay vòng vòng không có tới Chicago. Bà cấm luôn. À, con nít đùa, tôi nói là con nít ở Chicago tôi là hồi nào giờ là viết thơ nhà Noel chạy ra Macy người ta gửi, người ta con nít mà. Người ta con nít cái bổn phận người ta, con nít người ta chỉ biết người ta làm con nít thôi. Đó thì con nít đó là tới ngày Noel là người ta viết cái lá thơ, người ta chạy u ra Macy, chỗ Macy nó có cái thùng thơ gửi trong nhà Noel, người ta bỏ vô trong cái thùng thơ đó đó là người ta muốn yêu cầu cái quà gì đó, người ta bỏ trong cái đó. Rồi cái thằng Macy nó đưa cho ông già Noel, rồi ông già Noel người ta mua mấy cái quà đó, người ta về người ta cho mấy con nít. Đó, thường thường cái câu chuyện nó là như vậy. Cái bà Nguyễn Thị Tân ở xóm tôi bắt cấm ông già Noel không có cho ông già Noel đi vòng vòng ở bên xứ Chicago là bị dịch ngang. Mày xì, tao cấm mày luôn nha, mày xì mày dẹp cái thùng thơ đó ngang, mày xì ngang. Là con nít không có được cho bỏ thùng thơ trong cái thơ, trong bỏ mấy cái thơ trong cái thùng thơ, sợ dịch đồ này nọ, nó lây con nít đồ này nọ đó. Tao mày xì nó sợ quá đóng cửa mẹ ráo luôn. Mày xì xóm tôi nó nghe bà Nguyễn Thị Tân bắt nó bà hù nó quá, nó đóng cửa bà rồi. Nó dẹp luôn. Đóng cửa luôn. Rồi bây giờ con nít ở Chicago để đâu có thùng thơ đâu, nó gửi ông già Noel, ông cúp luôn già Noel luôn rồi. Đó, hết bay rồi. Đó, bị dịch đó. Bởi tôi nói trời đó, thì hy vọng cái năm nay nó qua cho lẹ lẹ, đặng năm tới mình làm là ăn để cho đàng hoàng. Chứ bây tôi thấy cái chuyện này nó xui dữ lắm. Còn nếu mà cả nhà mà cảm thấy mà có cái cách nào đó mà nó có thể mà bớt xui đó mọi người, à, ngồi trừ cái cách đốt phong lâm rồi này nọ, tôi sợ mất công mà đốt phong lâm nó cháy lông của tôi cũng hơi ớn nữa, mất công nữa. Có cách nào mà nó trị được, nó không có còn xui nữa, làm ơn chỉ cách tôi với. Còn nếu mà cả nhà cảm thấy cái câu chuyện xui của tôi đó mà nó cũng có nhiều người xui đồng cảm đó, thì xin cả nhà share dùm cái video này của tôi, nó đi toàn cầu để cho chúng ta, nó mang được cái hình ảnh đẹp của tôi hôm nay, nó đi toàn cầu để cho nó vui nghe mọi người nghe. Cảm ơn mọi người, bye, gặp next time.